chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hôm nay tụi em xả chiếc xe này cho anh chị và cô chú với giá thành là 25 triệu đồng. Trước khi xả xe này thì quý anh chị cô chú coi hết cái video này rồi hãy alo cho em ha. Và trước khi em review lại chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn theo dõi clip này. Chúc các bạn thể đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống ha. Con xe này thì thích hợp cho anh chị lấy về tập chạy tập lái ha, vừa đi vừa đẩy và đặc biệt là không được đi tán gái ha. Còn anh chị nào đang quá trình tập chạy tập lái á, mình lấy xe này về mình bỏ mình luyện tay lái rồi mình có điều kiện mình sẽ nâng cấp một chiếc xe khác. Còn tình trạng con xe này thì anh chị nghe em mô tả xe thì mọi chức năng đang hoạt động bình thường, máy lạnh có. Xe này bữa em bán là 30 mấy triệu, nhưng hôm nay nói chung là xả để lấy một cái vía cho nó nhẹ nhàng. Tên em nói là Mazda 323, sản xuất năm 1994, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn. Xe này thì máy móc anh chị cứ khỏi an tâm ha, máy là em bảo kê anh chị, máy lạnh có luôn ha. Hiện tại cái bình em đang tháo. Xe này bữa có quay một cái video rất là ok rồi. Thì tình trạng là em bán tại bãi ở thành phố Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Xe thì đang hết hiệu lực đăng kiểm là hồi tháng 8 năm 2021. Thì con xe này em xả cho anh chị với giá thành là 25 triệu đồng, đăng kiểm anh chị từ triệu. Thì đăng kiểm con xe này thì nó rơi vào khoảng tầm cỡ 3-4 triệu, rồi em cho nó 4 triệu đi, cho nó thoải mái đi ha. Đó, nhưng 25 triệu đồng thì quý anh chị sẽ lấy chiếc xe này tại bãi ha. Còn hiện tình trạng xe là máy móc nổ rất là ok. Xe này thì hai kính đằng trước là hai kính chỉnh điện, đồng sơn si, nội thất rất là sạch sẽ ha. Với 25 triệu đồng thôi thì anh chị nào không cần đi đăng kiểm thì mình lấy về mình bỏ trong một bãi đất trống, mình tập chạy tập lái khá là ok. Xe này thì không phải là trợ lực điện nhưng nó là tay lái cơ, nhưng cực kỳ rất là nhẹ nha anh chị nha. Xe thì số sàn, côn số nhẹ nhàng. Nói chung là xe thì số tiền nào thì cũng đấy thôi anh chị. 25 triệu thì không thể đòi hỏi được như một chiếc xe gọi là 25 triệu. Còn mọi chức năng là em bảo kê anh chị ha. Bốn cái vỏ của em nó còn khá là mới. Đây, bốn cái vỏ không thôi là lượm tiền rồi. Bốn vỏ như là em trung bình là còn 80% nha anh chị nha. Gai rất dày. Cái ốp này thì có anh chị ha. Cái ốp này thì nó bị rớt ra. Em sẽ lắp lại cho anh chị một cái ốp khác, nó sẽ đẹp. Còn máy móc thì anh chị phải suy nghĩ ha. Đó, 25 triệu đồng cho chiếc Mazda 323 sản xuất năm 1994, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ. Quý anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này lấy về tập chạy tập lái thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và em cũng xin nhắc lại, con xe này trị giá là 25 triệu đồng thì anh chị lấy về là tập lái che nắng che mưa, chứ không phải là để mình gọi là chảnh đi anh chị ha. Không phải là chảnh đâu, xe này thích hợp anh chị tập lái, có 25 triệu thôi thì anh chị lấy về tự đăng kiểm. Còn không thế anh chị muốn hỗ trợ về pháp lý thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm cho cô chú anh chị. Gầm bệ thì tương đối là cứng cáp sạch sẽ, máy móc đang mọi chức năng đang hoạt động bình thường nha cô chú anh chị. Đó, xe này dung tích xi lanh là 1.5 thì cho nó ăn xăng là khoảng cỡ 7-8 lít trên 100 cây số. Nước sơn đồng sơn si sạch sẽ, bình bọng có, máy lạnh có ha anh chị ha. Hôm nay em xả nha, xe này em xả lỗ. Quý anh chị nào thích thì cứ xin vui lòng alo cho em. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Và cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi hãy khích lệ thân em một like trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Hôm nay quyết định xả con xe này để lấy gọi là lấy cái vía để bán hàng cho nó nhanh vậy ha. Con xe này thì bữa bán có 30 mấy triệu á. Đây, quay sơn chị xem. Đó, sạch sẽ anh chị ha. 25 triệu thôi, lấy và tập chạy tập lái ok. Giấy tờ đầy đủ, còn anh chị muốn hỗ trợ và đăng kiểm thì cứ alo em thì em sẽ hỗ trợ đăng kiểm cho anh chị ha. Còn chức năng máy là em bao nha. Máy móc là em bao anh chị ha. Máy lạnh bao luôn, anh chị cứ an tâm. Nói chung nước sơn sạch sẽ. Đó, giờ thôi. Một cái form dáng thì cũng rất khá là xịn sò. Xịn sò, bốn cái vỏ là 80%. Đó, 25 triệu thôi nha anh chị nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.